Kanye West bán đồ hiệu giá 20 USD. Nam rapper bán hàng loạt mẫu áo hoodie từ các thương hiệu GG, Balenciaga, Gap với mức giá thấp chưa từng có. Ngày 23 tháng 11, theo giờ Mỹ, Basic đưa tin Kanye West tiếp tục gây tranh cãi khi mở bán các sản phẩm áo hoodie từ các thương hiệu lớn với giá thấp. Hành động được cho là màn đáp trả của nam rapper khi bị các nhãn hàng lớn như Balenciaga, Adidas và Gap dừng hợp tác. Theo đoạn video được trang tin tức X17 đăng tải, Kanye West đã thực hiện một chuyến tham quan xưởng làm việc của anh ở Los Angeles. West tiết lộ kế hoạch loại bỏ những sản phẩm còn sót lại mà anh từng bán với giá hàng trăm USD. Trong video, West vẫn mặc các thiết kế có sự đóng góp của mình với Balenciaga và Adidas. Tôi quyết định bán 100 chiếc áo hoodie từ các thương hiệu GG, Balenciaga với giá 20 USD. Chúng tôi đang cố gắng để mọi người có thể mua bất kỳ sản phẩm nào mà họ muốn. Tôi và đội ngũ tài năng của mình đã bỏ lại quá khứ để hướng đến tương lai, West chia sẻ. Kanye West cũng tiết lộ về bộ sưu tập Gear 24 của mình. Rapper cho biết thiết kế được tái sử dụng và lấy cảm hứng từ mẫu quần thể thao của Balenciaga. Bộ trang phục dự kiến được sử dụng cho chiến dịch tranh cử tổng thống của West vào năm 2024. Mới đây, tờ Rolling Stone cho biết các cựu nhân viên của GG đã cáo buộc Kanye West thường xuyên cho họ xem các đoạn video nhạy cảm của anh và vợ cũ, Kim Kardashian. Trước đó, West từng trải lòng về chứng nghiện phim khiêu dâm. Nam rapper cho rằng đây là một phần nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ.